Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 13 giờ 20 phút theo giờ địa phương ngày 30 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Theo chương trình, ngày 31 tháng 10, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh do Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình chủ trì. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư hai nước sẽ tiến hành hội đàm cấp cao và chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện quan trọng. Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm đề cao đường lối đối ngoại, trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, mong muốn phát triển lâu dài, ổn định, ngày càng hiệu quả, thực chất theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước. Chuyến thăm cũng thể hiện sự ủng hộ đối với những tư tưởng và đường lối phát triển của Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, có lợi cho hòa bình, hợp tác, phát triển. Đồng thời thúc đẩy chính sách của Trung Quốc về hữu nghị, hợp tác với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam phát triển, có vị thế quốc tế ngày càng cao, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Theo kế hoạch, chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về chuyến thăm trong các chương trình thời sự tiếp theo.